Mình học cái Đức Phật xong đêm nay mình bắt đầu học Đức Pháp. Đức Pháp mình dịch từ danh từ Pali là Dhamma. Dhamma. Dhamma dịch là Đức Pháp. Trong phần này nghĩa là chánh pháp. Chánh pháp Sat-tham-ma. Sat-tham-ma là chánh pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng. Thuyết giảng Tesna đó. Tesna thuyết giảng, giảng mình sẽ thập bình yul hoàn hảo phần đầu, hoàn hảo lùm o bắt đầu phần đầu, phần đầu hoàn hảo, hoàn hảo phần giữa lùm o bắt cần đa, hoàn hảo phần cuối lùm o bắt bắt chồng a tị co là già nắng mai chế co là già nắng bà rào xá nã co là già nắng. Đầy đủ ý nghĩa nà crop miền sẽ đầy nâng miền ắt nâng crop bò để bố văn chương, văn chương trong sáng thanh tịnh. Chánh pháp có 10 pháp là pháp học, pháp học chánh pháp pariyatte sathamma. Chinh pháp siêu tam giới. Nạ vạ là chính. Lokottara là siêu tam giới. Là siêu tam giới. Tham mạng là pháp. Pháp học chân pháp. Pháp học chân pháp là lời giáo huấn của Đức Phật Gautama gồm có tam tạng Pali và chú giải Pali, chú giải Atthakatha, chú giải sơ giải Đại Ca. Chuyện pháp luân đầu tiên, Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian vào canh chót đêm rằm tháng tư, đồng thời Đức Pháp cũng xuất hiện trong một lúc ấy, còn Đức Tăng chưa xuất hiện. Vào ngày rằm tháng 6, sau khi Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian tròn đúng 2 tháng, lần đầu tiên Đức Phật Gautama thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta, kinh chuyển pháp luân, tế độ nhóm năm tỳ khưu ngài trưởng lão Cô Đành Nhã. Trưởng nhóm ngài Vấp Bát, ngài Phát Đi Dạ, ngài Maha Nam Ma và ngài A Sa Chi tại vườn phóng sinh này. Tên gọi là Isipatana gần kinh thành Varanasi. Varanasi.
Bây giờ thành phố đó là cũng tên như vậy, đổi một chút thôi, Varanasi. Varanasi. Rồi cái chữ Varanasi và Varanasi giống nhau, dịch ra. À. Khi ấy mọc thờ mọc mặt trời sắp lặn hướng tây. À. Từ Pre Hà Tịch chích lịch nó tứ kháng kháng lệch. Mặt trăng vừa ló dạng hướng đông. Đức Phật Gotama thuyết giảng bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta, kinh chuyển pháp luân. Này, bài kinh chuyển pháp luân. À. Dhammacakkappavattana Sutta, phần 1, ý nghĩa kệ khai kinh chuyển pháp luân. Bây giờ mình được học một cái bài kinh nha. Chuyển pháp luân. Phi khô năng panh chạ vạ kỳ già panh chạ vạ kỳ năng vĩ đại phạm thiên sa ham pati nè sa ham pati thỉnh đầu thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp độ sinh. Đức Phật đại bi nhẫn lời thỉnh cầu thuyết pháp giảng giải pháp tứ thanh đệ Arya-sa-chạ, tứ nó buồn, thanh đệ nó cứ sa-chạ, vẫn là tứ thanh đệ Arya-sa-chạ buồn. À, bây giờ mình học tiếp nha. Cái bài kinh này, cái bài kinh chuyển pháp luân. Bây giờ cái mình biết là cái tứ thanh đệ tứ là bốn, rồi thanh đế là Arya Sacha nè, tứ mà mình nó xây như này xây tứ à, nó ai cái chân anh nguyên dấu á, à riêng tứ à, nó đi thời dân bỏ ai cái chân á, tư nhân với nó à, nó là ai cái chân nó tứ á. Nè. Là tứ đó, tam tứ nhất nhì tam tứ nè, nghe ngũ lục à, thất bát cửu thập 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 nâng dao nặng thập nha. Thập. Chánh pháp cao cao thượng chứng ngộ niết bàn tế độ chúng sinh nhóm năm tỳ khưu tại khu rừng rậm nơi phóng sinh này tên gọi là Isipatana, mong xử lợi ích cho toàn chúng sinh. Lắng nghe bài kinh chuyển pháp luân này thành tựu kết quả cõi người cõi trời niết bàn tịch tịnh an lạc tuyệt đối. Nay chúng tôi tụng kinh chuyển pháp luân, phần hai ý nghĩa bài kinh chuyển pháp luân. Lời ngài trường lão Ananda bạch với ngài đại trường lão Mahakasapa rằng evamme sutang. Sutang là mình nghe, mê là tôi, evang như vậy. Tôi nghe như vậy. Sutang là nghe đó, mình nghe sụt tăng. Sụt tăng mê là tôi nha. Ê văn là như vậy.
Kinh bạch ngài Đại Trưởng lão Maha Kassapa, khả kính. Con là A Nan được nghe bài kinh Chuyển Pháp Luân từ Đức Thế Tôn như vậy. Một thờ nọ Samai Mui, một thờ nọ Samai Mui, Y căn xạ mà giáng. Đức Thế Tôn ngự tại khu rừng phóng sinh này, gọi là Isipatana. Trước kia chư Phật độc giác thường ngự sống tại đây. Đức Thế Tôn gọi nhóm năm tỳ khưu là ngài Trường Lão Côn Đầy Nhã, ngài Vấp Phá, ngài Phát Đi Giá, ngài Maha Nam Má và ngài Asachi mà dạy rằng hai pháp thấp hèn thuê anh ta. Thuê là hai, anh ta là thấp hèn. Thuê là hai, thuê thuy. Này chư tỳ khưu, có hai pháp cực đoan thuộc về hai biến kiến mà bậc xuất gia không nên hành. Bây giờ mình biết rồi cái cách nào mà cái bậc xuất gia không nên hành. Hai pháp ấy như thế nào? Một là việc thường thủ hưởng khoái lạc trong ngũ dục do tâm tham ái hợp với thường kiến. Thường kiến sasata tức thế. Thường kiến sasata tức thế. Ất riêng áp bị thóm dịch không được á. Mà riêng áp bị thóm prai ất bàn này. Thường kiến sasata tức thế. Thấy thường không có thay đổi. Là pháp thấp hèn của hạng phàm nhân trong đời, không phải là pháp hành của bậc thánh nhân, không đem lại lợi ích an lạc. Hai là việc thường tự ép sát hành khổ mình do tâm sân và có đoạn kiến. Đoạn kiến của chê tiện. Đoạn của chê tiện tức thể. Bạn sẽ ở đây tha slap tốt sâu. Chết đã hết rồi. Đoạn kiến. Ô chê tiện tức thể. Chết là hết rồi, nhưng không có đời sao. Nếu mà có cái kiến này, cái tà kiến này nó tội lỗi lắm. Cái người đó là không ghê sợ cái tội lỗi đâu. Không ghê sợ này. Thuộc pháp hành khổ hạnh của ngài, của ngoại đạo Khankarao Sasana, không phải là pháp hành của bậc thánh nhân. Thánh nhân không đem lại lợi ích an lạc. Mình nói mà nó bị giáo sẽ đầy sọc. Pháp hành trung đạo,
pháp hành trung đạo. Trúng cần đá là nè, trúng nè, cần đá là mấy châm mắt và đi và đà này chư tỳ khưu không thiên về hai bên kiến ấy, kiến ấy Như Lai đã hành theo pháp hành trung đạo nên đã chứng ngộ chân lý tứ thanh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, làm cho tệ nhãn panya chakkhu, tệ nhãn panya chakkhu là phát sinh trí tuệ thiện tệ siêu tam giới, phát sinh nè otipati panya otipati vichia nó nè vichia otipati để làm vắng lặng mọi phiền não, vắng lặng vì ngọc vắng lặng đi ô ngày nay vắng quá nè ngày nay đi ngắt á nè rồi vắng lặng nó cứ ba sẽ thấy ở ngọc ấy ngọc roi cái lê mọi phiền não làm cho trí tuệ siêu tam giới phát sinh. Thưa ấy bà nhà đây chia lô có tà rạc cả là chứng ngộ chân lý bốn à chân lý tứ thanh đệ nhà thưa ấy tà đấng nấu nấu ở đây sẽ chạm buồn chứng đắc bốn thanh đạo bốn thanh quả niết bàn. Này chư tỳ khưu, thế nào gọi là pháp hành trung đạo mà Như Lai đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới phát sinh để làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu tam giới phát sinh, chứng ngộ chân lý tứ thanh đế, chứng đắc bốn thanh đạo bốn thanh quả niết bàn. Này chư tỳ khưu, pháp hành trung đạo đó chính là thanh đạo hợp đủ tám chánh cao thượng là chánh kiến nè, chánh kiến, chánh kiến samatthi, chánh kiến là vô trâu à, chánh nó cứ trâu rồi ông được cái được con ông quát mỗi cái sách chánh điện à, chánh điện nó ba sự đây thật cái lấy nó đây sầm khăn chừng cái hào cái chánh điện hay con ông quát mùi mũi miệt tàu hia này sầm khăn chừng cái mà đấy à, mới à, Phật tử người kinh á, người ta nói là chánh điện là bèo hi á, à kia nó đây sầm khăn chân kia không quát cái hao ta chánh điện, như vậy là cái pháp chánh này nè, cái chánh để mà mình hành trung đạo nè, nha chánh kiến. Yol trâu, rai thay yol trâu, chánh kiến. Nà, kiến cứ giật cài yol. Chánh tư duy, kích trâu, trê ri trâu. Tư duy là trê ri. Chánh ngữ, nị dê trâu. Nà, chánh ngữ, nị dê trâu. Như mạch trầu mình nói sao nó đúng thành cái chánh đấy, không nói dối nè, nói sự thật nè, rồi không nói chia rẽ nè, mình nói sao cho người ta được cái sự đoàn kết nè, cái hòa hợp nè, nha, không nói cái lời
thô tục này, mình nói cái lời ngọt. Ái ngữ, cái lời ngọt ngọt ngào này, rồi không có nói cái lời vô ích này, mình nói cái lời có ích cho người nghe, cái đó mới là chánh chánh ngữ. Chánh ngữ rồi chánh nghiệp, vậy chánh nghiệp nhé, chánh nghiệp không sát sanh. Không sát sanh, không sát sanh là mình làm gì? Mình thay bằng cái tâm từ. Không trộm cắp bố thí. Không tà dâm một vợ một chồng. Đó, người tại gia đó, cái đó là chánh chánh nghiệp. Rồi chánh mạng, chánh mạng là núi mạng, núi mạng chánh chánh này, không không làm cái nghề mà sát sinh này. Không làm nghề cái mình là nấu rượu này kia này, không mua bán cái chất độc này, không mua bán vũ khí, không mua bán thịt. Cái đó là mình nuôi nuôi mạng chính chắn rồi, chánh mạng này. Chánh tinh tấn, chánh tinh tấn là mình tránh cố gắng trừ cái tật xấu của mình. Mình đã có, mình từng làm rồi, cái ác pháp mình đã từng 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 phạm rồi đó, mình cố gắng trừ đi. Ví dụ là mình từng sát sanh, bây giờ mình cố gắng không sát sanh nữa. Rồi mình tinh tấn không làm cái bất thiện mới nữa. Bây giờ mình chưa từng cái trộm cắp, mình chưa từng cái tà dâm, mình chưa từng nói dối, còn mình chưa từng uống rượu, bây giờ không luôn. Mình cố gắng là không uống rượu, không nói dối, không tà dâm, không trộm cắp. Rồi tinh tấn, rồi cố gắng làm cái thiện nghiệp, cái thiện nghiệp nha. Cái thiện nghiệp mình đã có rồi, mình tinh tấn giữ nó. Bây giờ mình biết bố thí rồi, bố thí nữa. Rồi mình biết bố thí rồi mà mình chưa giữ giới được, mình cố gắng giữ giới. Mình biết bố thí rồi, mình giữ được được năm giới rồi, mình cố gắng thêm ba giới nữa. Trong cái ngày giới mình giữ được cái tám giới. Cái đó là cái tinh tấn. Mình có, mình được bố, mình có bố thí rồi, mình giữ giới rồi mà hành thiện định và vipassana mình chưa có. Thì mình cố gắng hành thiền định và thiền tệ nữa. Cái đó mới là tinh tấn, chánh tinh tấn, chánh niệm. Chánh niệm chánh như thế nào? Là niệm trong cái tứ niệm xứ. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân như thế nào, niệm thọ như thế nào, niệm tâm như thế nào, niệm niệm pháp như thế nào, thì ngày ngày tám ngày giới sau này mình biết, mình nghe trong cái buổi mình vấn đáp đó, thì có nêu lời cái cách mình hành, mình niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm niệm pháp đó.
Rồi kế tiếp là chánh định, chánh định là samadhi, chánh định cái tâm mình định, là mình hành thiền nó định, nó định. Này chư tỳ khưu, nhờ pháp hành trung đạo là thánh đạo hợp đủ tám chánh, tám chánh cao thượng này mà Như Lai chứng ngộ chân lý tứ thanh đế bằng trí tuệ siêu tam giới, làm cho tuệ nhãn phát sinh, trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới phát sinh, đã làm vắng lặng mọi phiền não, làm cho trí tuệ siêu tam giới phát sinh, chứng ngộ chân lý tứ thanh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn. Tứ thanh đế, nhà bây giờ số 1 là khổ đế này, đó cái khổ đế là khổ thanh đế, dukkha arayasaccha. Này chư tỳ khưu, khổ thanh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đó là tái sinh là khổ, tái sinh đó. Tái sinh là khổ. Già là khổ. Nếu mà không tái sinh á thì không có khổ. Hồi lúc mình tái sinh nó cũng là khổ rồi. Nói vì mình tái sinh đầu tiên ở trong cái lòng mẹ cũng khổ rồi đó. Bệnh là khổ, chết là khổ. Phải gần gũi thân cận với người không thương yêu là khổ. Mình không muốn gặp cái người đó mà gặp cái người đó là khổ. Mình không không muốn gặp cái chuyện này mà nó gặp cái chuyện này là khổ đó. Apiye sampayoko dukkho, mình không muốn thấy muốn nghe cái cảnh này mà mình thấy cái cảnh này, mình nghe cái cảnh này nó khổ rồi. Nó khổ. Phải xa lìa người thương yêu là khổ. Mình thương người nào, mình thích của nào mà của đó nó lìa đi, vui không? Không có vui. Nó khổ. Mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có bệnh, đừng có chết, vân vân. Đừng có gặp chuyện này, đừng có nghèo, vân vân. Mà nó không được như cái sự mong muốn của mình á. Khổ không? Khổ. Thật sự là khổ. Thật sự là khổ. Tóm lại, chấp thủ trong ngũ uẩn là do tâm tham ái và ta kiến là khổ. Tóm lại, cái chấp thủ, cái sự chấp thủ á, upa tiến, chấp thủ upa tiến, upa tiến là khan pram, chấp thủ trong ngũ uẩn. Ngũ uẩn do gì? Do tâm tham ái
tham ái và tà kiến. Nè, tham ái là nó cứ tần há rư lô phẹ là tham á, tham và tà kiến, tà kiến tích hệ. Giờ có cái nào chưa hiểu không, cái thanh đế thứ nhất này, thấy cái gì không có khổ không? Trên đời này thấy cái gì không có khổ không? Sanh khổ, già khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Gần gũi mà cái người mình không thích cũng khổ. Xa lìa người mình thích, mình yêu thương thì khổ. Mong muốn cái gì không được cái đó là khổ. Đó. Nó nhiều, nhiều cái khổ. Mà chúng sanh bây giờ đó, nó khổ cái này, nó đổi cái khổ mới. Mình quên đi cái khổ cũ. Nó thay đổi vậy đó. Mới hàng ngày nó mình quên đi cái khổ cũ. Nó thay đổi, không biết bao nhiêu khổ sanh. Rồi cái khổ mới nó thay đổi cái khổ cũ, thì mình quên cái khổ cũ đi. Nếu mà mình ngâm cái khổ cũ hoài đó, mình thấy khổ nhiều lắm. Nó thay đổi liên tục. Đang nhớ mẹ đã mất, khổ rồi, mà chút thấy cái chuyện gì, cái cảnh khác, nó vơn vơn cái này đỡ chút đi, nó gặp cái khổ mới, mà cái khổ đó nó đỡ hơn cái mình nhớ mẹ, nhớ cha đã mất. Mình thấy cái hơi hơi nhẹ nhàng hơn, mà thật sự cũng là khổ cũng khổ. Bởi vì nó sanh rồi nó diệt đi. Có rồi thành không có. Có rồi nó thành không có. Cái sự an lạc nó sanh được một chút rồi nó diệt đi rồi. Mình nói về sắc na, một là sanh, hai là còn, là già, ba là chết. Sanh, già, chết, sanh, già, chết để sắc na tắm. Đó. Một sắc na sanh, một sắc na già, một sắc na là chết. Tâm mình cũng vậy. Rồi cái sắc này, một sắc na sanh 29 49 sắc na là già, rồi một sắc na chết. Khổ không? Cái sắc pháp cũng vậy. Sanh một, già thì 49. 49 sắc na. Rồi chết một sắc na nữa là thành 51. 51 sắc na. Rồi tâm mình có 3 thôi. Cái danh pháp là có 3 rồi. Sanh một sắc na, già một sắc na, chết một sắc na. Đó. Hiểu không Phật tử, mình hiểu không? Nhôm ta chắc biết rồi, mình học cái gì pháp. Thật sư biết rồi. Ngoài cây khổ về sanh, già, chết ra, cũng có nhiều cái khổ thế nữa. Như mình đã học trên phần trên đó, như là phải lìa xa cái người thương yêu. Đấy. Rồi mình gặp cái người mình không thương yêu,
rồi mong muốn muốn cái gì mình không được như ý. Bởi vì thường thường người ta chúc chúc á, được như ý, được như ý. Nha. Dạng sự như ý, vui tươi, tràn đầy hạnh phúc. Kể cả người chúc là cũng khổ với mình à. Ừ, mình chúc. Chúc cho đỡ đỡ khổ, thấy vui vui nữa. Ừ. Thật sự đâu có ai cho ai được đâu. Phải không? Tiện thì người ta cho mình xài được, cái sự an lạc là không có. Nha. Yeah. Cái khổ tâm á thì có thể mình chia sẻ được. Chia sẻ bằng mình nói pháp này kia cho người đó hiểu rồi họ hết khổ. Dạ. Yeah. Như vậy mình thấy vậy là sự thật là khổ. Mới mình thấy là đúng theo cái chân pháp, sự thật tất cả là khổ. Giàu cũng khổ, nghèo cũng khổ. Người có học dáng cũng có trí tuệ cũng khổ, người không có học không có trí tuệ cũng khổ. Khổ khác khác nhau, mà nó ít nhiều theo. Tại sao khổ đây? Tại sao? Dạ, yeah, tại sao? Trả lời tóm tắt thôi. Do chấp thủ nè. Hết chấp thủ, ngũ quẩn là hết rồi. Phải không? Dạ là gì dạ? Sanh là gì sanh? Mình sanh hay là ngũ ẩn? Thật sự là ngũ ẩn đó. Sanh là ngũ ẩn sanh, già cũng là ngũ ẩn, rồi bệnh chết này kia cũng là ngũ ẩn. Hết hết cái này, hết cái chấp thủ này là hết rồi. Bậc A La Hán là ngài, các ngài không có khổ như mình. Do là không chấp nè, không có chấp thủ nè. Đó. Xả tất cả là không phải mình, không phải của mình. Như mình, người khác già mình đâu khổ đâu, phải không? Người khác bệnh mình đâu khổ đâu. Người không phải là dòng họ của mình chết mình đau khổ đâu. Thế nước ngoài người ta chết đầy xe đó, Covid đó, mình đâu khóc lần nào đâu. Bởi vì mình không có chấp là người đó là cái người thân quyến của mình, phải không? Không phải là cha, không phải là mẹ, không phải là người yêu thương của mình, đau khổ đâu. Cái thân này nếu mình không chấp là mình hoặc là của mình không có khổ đâu. Bệnh là gì? Bệnh là thân nó bệnh, phải không? Thân nó bệnh, già thì thân nó già, không phải là mình già đâu. Tới thân nó chịu không nổi, nó hết hết cái nguyên nhân của nó, cái nhân của nó là nó chết. Đâu phải mình chết đâu. Cái thân này, cái sắc này, rồi cái danh này nó lìa đi thôi. Là do mình nè, khổ là do mình chấp thủ trong cái ngũ ẩn này nè. Thêm cái tham ái và cái tà kiến này. Tà kiến là chấp thủ đó. Đó, mới nó khổ. Hết cái này sư bao đảm là hết khổ rồi. Tu sao là hết cái chấp thủ này. Đâu cúc.
cố gắng tu sao mà cho nó hết cái chấp thủ này, hết hết khổ rồi. Không phải là đời này đâu, là đời khác nữa, hết. Không sinh tử luân hồi nữa, hết, hết chấp thủ là hết. Đó. Bây giờ đêm nay mình học về cái khổ đế và nguyên nhân của khổ. Rồi. Em. Này chư tỳ khưu, có hai pháp cực đoan thuộc về hai hai biên kiến mà bậc xuất gia không không nên hành. À, lên lại ha. Bây giờ cái nhân sinh khổ nè, dukkha samudaya araya sacca. Nay chư tỳ khưu, nhân sinh khổ thanh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đó là tham ái. À, tham ái hồi nãy có cái tham ái. Là nhân dắt dẫn tái sinh. Nó mới cá hết. Không có tham ái là không có sinh, không có sinh khổ. Hết tham ái là hết rồi. Rồi không có sinh đâu có già đâu, phải không? Không có sinh không đâu có chết. Đó là do cái tham ái này nè. Rồi thêm một cái nữa là vô minh. Vô minh cũng là cái nhân đó. Có tham ái là có vô minh trong đó. Mà trong cái thanh đế là nói không có vô minh, nói là tham ái thôi. Hợp với tham muốn nè, hợp với tham muốn, hài lòng, say mê trong các đối tượng, đắm say trong kiếp sống, đắm say sự vật á, đắm say, say là say rượu mà nó sự vật á, si mê, đắm say. Đó. Nhân sinh khổ thanh đế ấy là dục ái kama tanha, dục ái tham ái trong sáu đối tượng ái trong cõi dục giới nè, sắc ái nè, rupa tanha, thanh ái, satya tanha, hương ái, kenthe tanha, vị ái, rasa tanha, xúc ái, phautappa tanha, pháp ái, là thamme tanha. Vì là sao cái ái, sao cái tham ái. Rồi cái hữu ái là phava tanha, tham ái trong sáu đối tượng ái hợp với thường kiến sasata. Thường kiến là nói là cái là không thay đổi, tôi sanh, tôi già, tôi chết, tôi sanh, tôi già, tôi chết gì đó. Tôi sanh rồi bây giờ tôi già rồi, tôi chết rồi, tôi sanh nữa,
rồi sanh rồi già nữa, già nữa chết nữa. Chắc là tôi không à. Rồi có cái sự hài lòng trong cái kiếp này kiếp khác. Bánh chất á, rì rì ấy. Cái đó là hữu ái. Có cái kiến là cái thường kiến này. Thường kiến. Cái dục ái thì có lúc thì có thường kiến, đoạn kiến, có lúc thì không có. Cái dục ái là bậc thánh à, cái sơ quả là có. Mà hữu ái và phi hữu ái là không có. Bởi vì cái hữu ái và phi hữu ái là nó hợp với tà kiến. Hợp với tà kiến. Mà dục ái á, thì có khi nó không có hợp với tà kiến. Cái bậc nhập lưu á, nhập lưu thánh đạo là có gì, cái đạo nhập lưu sanh ra rồi trừ đi cái tà kiến hết rồi, tuyệt đối là không có tà kiến. Bởi vì cái hữu ái và cái phi hữu ái là không có nè. Nhôm nhôm vô lại. ព្រះអរិយបុគ្គលថ្នាក់សោតាមានកាមតណ្ហាប៉ុន្តែភវៈតណ្ហាវិភវៈតណ្ហាអត់មានទេណាលះព្រោះអាភវៈតណ្ហាវាប្រកបជាមួយអីជាមួយសសតៈទិដ្ឋិហើយនឹងវិភវៈតណ្ហាប្រកបជាមួយអុឆេទៈទិដ្ឋិជាអតិដ្ឋិទាំងពីរហ្នឹងសោតាបតមៈកើតឡើងលះដាច់ vấn tế à ca mà toàn ha nấu à nấu rồi cái dục ái là còn có dục ái nào mà không hợp với tà kiến là bậc bậc thánh bậc nhập lưu là còn hiểu chưa à. Cái này hơi sâu về cái vi diệu pháp. Phi hữu ái, phi hữu ái vi vi khova tan hà tham ái trong sáu đối tượng. Ái hợp với đoạn kiến. Cát rúm chỉ mối nấn. Uchete tích hệ đoạn kiến. Đoạn kiến. Thấy là sau khi chết là hết rồi. Sau khi chết là hết rồi. Ai ai cũng vậy. Không có người nào mà đi sanh ở cõi trời, sanh cõi người. Không có ai mà xuống bốn ác xứ gì hết. Chết là hết rồi. Mấy người đó là họ vui mừng, họ hài lòng trong cái đời sống trong kiếp này. Vậy họ chấp vậy đó, họ chấp là cái đoạn kiến. Cái đoạn kiến là sao? Sau khi chết là hết. Ba, diệt khổ thánh đế. Dukkha Nirodha. Nirodha là Nirodha rồi lót dễ hả? Thì sao bên này là diệt tận. À, nếu rồi lót đà, diệt tận.
Này chư tỳ khưu, diệt khổ thanh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đó là niết bàn. Diệt khổ là niết bàn đó, là pháp diệt tận được mọi dục vọng. Dục vọng, ý thức dục vọng sẽ cái đây Pratthana không ca một khuôn dục vọng. Pratthana do gì? Pratthana do tâm tham ái ấy không còn dư sót bằng bốn thánh đạo tệ, bài nhà bằng diệt bằng gì? Bằng bốn thanh đạo tuệ. Araya Sacca, Amekka Sacca, là Amekka Sacca bốn. Bốn thanh đạo tuệ. Xả ly, xả là lẹt bóng, từ bỏ chấp thủ, thấy không? Chấp thủ trong ngụ ở, phải bỏ. Nếu mà muốn hết khổ là phải bỏ cái chấp thủ này. Giải thoát khổ trong không còn liên ái, admin sẽ đại, admin là lại liên ái, cứ ở lại không liên ái, admin là lại. Anh biết là lại không còn dinh mắt mình cho chúng biết men cho hôm nay chứ nó nhôm đó nè, dinh mắt mặt hôm nay anh giờ tê anh ấy tê là dinh mắt là nó cứ mình cho chúng biết. Cho chụp bẹ nó cứ cho chụp bẹ chặt á. Chuồn cá dân tâu mấy bên tay chụp chụp bẹ. Đôi nhồm chà chà còn sẽ lập á. Tâu ơi lì ơi con bắt nào chụp sài sẽ nó trộp sẽ bắt sài sẽ nó con chào chẳng thức. Nó dính mắt. Cái đó là dính mắt. Nếu mà người thực hành tới cái thanh đế thứ ba này là không dính mắt, kể cả còn sống hàng ngày là không dính, thấy nghe ngửi mùi nếm vị xúc bình thường mà không dính tất cả cái dục đó, cái dục lạc đó không có dính. Với bậc A-la-hán cái ngài có đổ cơm không? Đổ bình thường, biết ngon thì ngon cũng biết mà, không ngon cũng biết mà. Các ngài có nghe âm thanh không? Có. Các ngài có thấy sắc không? Có. Các ngài có ngửi mùi không? Có. Bình thường với mình mà mình không có, ngài có. Mình dính thì ngài không dính. Cái cảnh trần đó. Đó. Với các ngài không có khổ. Do các ngài này không còn liên ái, không còn dính mắc. Hết rồi, hết khổ rồi. Cái đó. Mà mình nó còn hết rồi. Còn hết. Còn liên ái, còn dính mắc. Đó. Càng dính càng nhiều thì khổ nhiều. Liên ái nhiều thì khổ nhiều. Đó. A lai. Giờ hiểu không? Phật tử mình học
mình chưa tu được, mình cho học cho hiểu trước đi, mình có pháp học trước nha. Rồi mình hành sau, từ từ mà. Sư đâu có, không có bắt buộc mình làm được liền đâu. Một người mình đó không, nó riêng riêng người không biết mấy kiếp nữa mới 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 mình hành tới được cái không liên ái, thì không dính mắc này. Phải cố gắng nghe pháp nhiều, phải tu hành luyện cái tâm mình cho nhiều, từ từ mình đạt đạt được. Dukkha nirodha kamani patipada araya sacca. Này chư tỳ khưu, pháp hành dẫn đến chứng ngộ niết bàn, vì khổ thanh đế là chân lý mà bậc thánh nhân đã chứng ngộ, đó là thánh đạo hợp đủ bốn chánh. Tám chánh. Tám chánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Tam tuệ lân trong tứ thanh đệ. Tam tuệ lân Parivaddha bay. Parivaddha Panya Parivaddha lân nó cứ Parivaddha. Một, tam tuệ luân trong khổ thanh đế. Một chấm một, trí tuệ học biết khổ thanh đế. Sạch chặt nhà nặng, mình học mình biết chứ. Hồi nãy mình học đó mình biết không? Mình có cái trí tuệ này. Mình học mình biết rồi, mình biết là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, rồi chết là khổ. Cái đó là trí tuệ học biết về cái khổ đấy. Mình biết rồi, mình thật sự mình thấy là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn chặt khu nhà nã, thấy rõ. Thấy rõ gì? Thấy rõ khổ thanh đế đã phát sinh. Đã phát sinh. Trí tuệ thuyền tuệ, cái này mình chưa có đâu. Nhà nặng, thấy rõ thật tánh. Cái thật tánh mình không có biết, mình chưa biết, mình phải hành. Khổ thanh đế đã phát sinh. Lệ cần nặng, dạng mạch ấy nó thật tánh. Thật tánh. Trí tuệ sang suốt, và nha, thấy rõ khổ sinh, khổ già đã phát sinh. Tuệ minh, tuệ minh là bị chia với gì nè. Tuệ minh chia, thấy rõ thấu suốt hoàn toàn khổ thanh đế đã phát sinh. Ánh sáng trí tuệ aloka nhà nặng, diệt màng vô minh, diệt màng vô minh. Bệnh đánh màng nó được chỉ sầm nánh ngủ ngứt sầm lắp nội của chi á,
che án khổ thanh đế, việc bắn á, việc bắn mình ao dư khơi nấu túc nghe túc khả đây là sạch chả nâng đã phát sinh đến với Như Lai trong mọi pháp khổ thanh đế, mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe. Như Lai ta tha cốt nè, Như Lai đó ta tha cốt chưa được nghe, chưa từng được nghe, mình đã ban sắp pi nhận na tê, chưa từng được biết rằng mình đã đấng thật tánh tất cả các pháp, sắc pháp, danh pháp trong tam giới, ngoại trừ tâm tham ái ra, đều là khổ thanh đế. Đó tại lô phẹt tránh sạch tại khổ thanh đế đó, sạch tại chỉ túc khả ra giờ sạch chạy đó. Chê á là đấy, bắt băng này. Bắt băng mộc hai, mộc chấm hai, trí tuệ hành phận sự, biết khổ thanh đế, cái chặt nhà nặng. Mình biết á, mình học mình biết một cái mà cái trơn thôi, sai chặt nhà nặng mình biết tới cái chặt nhà nặng. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, trí tuệ thuyền tuệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh, tuệ minh vân vân đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh, đến với Như Lai trong mọi pháp khổ thanh đế mà trước đây khi chưa từng thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh các pháp ấy là sắc pháp, danh pháp, khổ thanh ấy ấy là pháp nên biết rõ bằng trí tuệ thuyền tuệ tam giới, bằng thiền tuệ, không phải là học nữa. Cái này là phải hành thiền tuệ đó mới biết được. Mình hành nó mới mình biết được. Nên cái hạt thà pạ để bắt á, pạ nhà không cả pạ để bắt nè. Học không là chưa đầy đủ, mình phải hành. Đúc kháng araya sạch chàng và ra nhây giang, đó và ra nhây giang 1.3 trí tuệ thành hoàn thành phần sự, biết khổ thanh đế, cả tạ nhà nàng nè, cả tạ là mình làm á, cả tạ làm rồi, nhà nát là cái sự biết, là trí tuệ đó. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh,
trí tệ thuyền tuệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh, tệ minh đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh đến với Như Lai trong mọi pháp khổ khổ thanh đế, mà trước đây khi chưa từng thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh tất cả các pháp là sắc pháp, danh pháp. Khổ thánh đế ấy là pháp nên biết, là pháp nên biết. Thì đã biết rõ bằng bốn thánh đạo tể rồi. Đúc kháng Araya Sacchang Paranya Paranya Tăng Paranya Tăng. Đó là gì? Là ba đó. Một cái đế là có ba: tể học, tể hành, tể thành. Pariyat, Paribat, Parivethiệt. Pariyat, Paribat, Parivethiệt. Pariyat là học, Paribat là hành, Parivethiệt là thành. Thành. Học, hành, thành. Không học, hành không đúng. Không học, học mà không hành cũng có không có thành. Như vậy là phải có học, có hành mới thành. Hiểu chưa? Đó. Học cái giới mà không hành, mình được cái quả về cái giữ giới không? Không có đâu. Biết là giới thứ nhất là không sát sanh mà còn sát sanh. Như vậy là hành không? Người đó hành không? Không, không hành. Không có hành. Có học mà không có hành. Bây giờ thì Phật tử mình nhiều lắm học mà không hành, biết mà cứ không làm theo cái sự biết đó, nhiều lắm. Mình không dám nói ai với ai mà mình nói là nhiều, biết mà không làm. Biết mình đang tu nó sai, không đúng, mà cứ để hoài, không có sửa cho nó đúng. Đó, nhiều lắm. 100 là hết 90, 9 mấy rồi. Biết sai mà không sửa. Biết sai mà không sửa. Rồi còn cái người không biết nữa, tu thì không học, đi chùa không chịu học. Nói vậy Phật tử tại gia đi cúng lo cúng kiến rồi cầu siêu, cầu này cầu kia thôi, cầu may mắn thôi, cầu an, cầu siêu cái này kia. Thích bố thí, thích bố thí, mà cái tu là không cố gắng, không cố gắng tu. Yeah.
dân bạn đi sai tâm áo có về mà về vì cái người có trí tuệ thì cũng có nó dính về cái sự bố thí, cái pháp thí này. Bây giờ mình học tiếp nha. 2.1 Trí tuệ học biết nhân sinh khổ, biết thanh đế khổ thanh đế. Này này chư tỳ khưu, tề nhãn thấy rõ tham ái là nhân sinh khổ, thanh đế đã phát sinh. Trí tuệ thiện tuệ thấy rõ thật tánh ba loại tham ái là nhân sinh khổ, thanh đế đã phát sinh. Trí tuệ sáng suốt thấy rõ 108 loại tham ái là nhân sinh khổ, thanh đế đã phát sinh. Tuệ minh thấy rõ thâu suốt nhân sinh khổ, thanh đế đã phát sinh. Ánh sáng trí tuệ diệt màn vô minh che án, nhân sinh khổ thanh đế đã phát sinh. Đến với Như Lai trong mọi pháp, nhân sinh khổ thanh đế mà trước đây. Khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh ba loại tham ái ấy là nhân sinh khổ thanh đế. Dukkha Samudaya Araya Sacca. Nha. Nếu mình hiểu cái ba tham ái là gì, rồi 108 loại tham ái là gì, mình nghe sư đọc như vậy là hiểu liền. Mà bây giờ thì ba tham ái mình còn nhớ không? Hồi nãy mình học một lần rồi. Dục ái nè, hữu ái nè, phi hữu ái nè. Lẹ cận nạ sập hiêu ấy, lẹ cận nạ sập hiêu ấy, lẹ cận nạ. Mỗi cái trạng thái nó cứ lẹ cận nạ này đấy, là thực tánh là nó cứ sập hiêu ấy, lẹ cận nạ này có nó ngày sập hiêu ấy. Thật nó đây là bao vừa bứt đó nhớ. Thật tánh nó bao viên á. Vì dặn mách cứ dân khơi như chất à, thật nó cái bản chất của nó làm sao, bản chất của sắc pháp như thế nào, bản chất của danh pháp như thế nào, bản chất cái khổ như thế nào, bản chất về cái nhân khổ đế như thế nào đó, cái bản chất của niết bàn như thế nào, san tị lạ khả năng đó, bản chất niết bàn đó. Đó. Bây giờ tới 2.2 trí tuệ hành phần xử diệt nhân sinh khổ thanh đế cách chặt nhà nặng. Này chư tỳ khưu,
Tuệ nhãn đã phát sinh, trí tuệ thiện tệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh, tuệ minh đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh, đến với Như Lai trong mọi pháp, nhân sinh khổ thanh đế mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh ba loại tham ái là nhân sinh khổ thanh đế, ấy là pháp nên diệt bằng trí tuệ thuyền tuệ tam giới. Trí tuệ thuyền tuệ tam giới như thế nào? Trí tuệ đó, tam giới, trí tuệ trong cái dục giới là trong cái tâm nào? Là tâm thiện, đại thiện. Bốn cái tâm đại thiện. Vậy tất cả cái tâm thiện dục giới là có tám, thì bốn cái tâm thì không có trí tuệ. Bốn cái tâm mới có trí tuệ. Ñāna sampajñāya, Ñāna sampajñāya có bốn. Nè, tâm thứ nhất nè, tâm thứ nhì nè, tâm thứ năm nè, tâm thứ sáu nè, mới có trí tuệ. Cái đó là trí tuệ dục giới. Rồi cái trí tuệ gì nữa? Sắc giới. Nếu mà nói gì cũng không đúng nữa. Nếu mà nói sắc giới, vô sắc giới là không đúng, tức là không diệt được. Mình phải là trí tuệ bằng cái tuệ siêu thế, siêu thế, siêu tam giới. Nha, yeah. Siêu tam giới mới diệt được. Trí tuệ, thiện tuệ, siêu tam giới, cái này nó thiếu một chữ. Siêu tam giới, Lokottara. Siêu tam giới là đúng. Hai chấm ba, trí tuệ thành hoàn thành phần sự diệt nhân sinh khổ thanh đế. Cả tạ nhà nặng. Cả tạ là làm á. Cả tạ nhiên. Này chư tỳ khưu, mà cái này làm này đã làm rồi. Bây giờ là tể thành á. Cả tạ là đã làm rồi. Yeah, đã làm. Này chư tỳ khưu, tuệ nhãn đã phát sinh, trí tuệ thiện tuệ đã phát sinh, trí tuệ sáng suốt đã phát sinh,
Tuệ minh đã phát sinh, ánh sáng trí tuệ đã phát sinh, đến với Như Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ thanh đế. Mà trước đây khi chưa thành Phật, Như Lai chưa từng được nghe, chưa từng được biết rằng thật tánh ba loại tham ái là nhân sinh khổ thanh đế ấy, là pháp nên diệt. Pháp nên diệt. Mình muốn hết khổ, khổ là mình không nên diệt khổ. Mình nên diệt cái tham ái này nè. Bởi vì cái tham ái là cái nhân. Cái nhân. Nếu mình diệt được cái nhân là cái quả nó không có đâu. Như thầy thuốc giỏi á, ta biết cái bệnh mình đau bụng người ta. Người ta cho cái thuốc cái nhiễm trùng á, cái con mà gây ra cái bệnh đó, ta trừ cái đó. Trừ cái đó là hết hết cái con đó rồi, cái đau bụng là hết rồi. Đau bụng là do cái nhân gì? Người ta diệt cái đó. Diệt cái đó. Nếu mà đau bụng do cái thức ăn thì mình cho diệt cái gì, cái con trùng đó cũng không hết nữa, cái đau bụng nó còn đó. Đức Phật thuyết pháp vậy nha. Cái ngài được thành Phật là do cái giác ngộ ba cái đế này nè, bốn cái đế này nè, tứ thanh đế này nè. Thì đã diệt tận bằng bốn thanh đạo tể rồi. Dukkha Samudayam Araya Sacham và hay năng. Bây giờ tới giờ rồi, 9 giờ rồi. Idam mi puññam asava khaya wa han ho tu. Idam mi puññam nibbana sapacchayo ho tu. Mamma puññā bhagam sappasattānam bhajami. Te sape me sammam puññā bhagam bhantu. Sa thuk sa thuk sa.